Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn anh em Cương Nguyễn, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Minh Đặng, anh em Đỗ Hoàng Hải, anh em Bảo England, anh em Đặng Minh Trung, anh em Hải Anh và cuối cùng là anh em Khuynh Vũ. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Trước khi đến với cái nội dung video ngày hôm nay, tôi xin được gửi tin nhắn tới anh em Đặng Minh Trung. Trung thân mến, anh biết là em đang rất mong cái content của em sẽ được thực hiện sớm. Đấy, anh em Đặng Minh Trung thì có mong muốn là tôi sẽ làm cái line up 6 Glacier kết hợp với Shadow Griller làm co. Đó là một trong những cái line up mà anh em Đặng Minh Trung rất thích. Và tôi hoàn toàn tôi biết được cái điều đấy. Tôi biết cái sự mong chờ của anh em trong cái content này. Đấy, nhưng mà phải thú thật với anh em là từ khi cái meta Warrior nó nổi lên như một cái hiện tượng ở trong rank, thì cái bộ 6 Glacier kết hợp với bất cứ một cái con nào nó đều trở lên yếu đi. Đấy, và rất khó để có thể đạt top 1 ở trong cái meta này. Thường thì cái bộ 6 Glacier kết hợp với con Shadow Griller Fake ấy, thì là nó sẽ phải xây dựng lúc đầu ấy, ban đầu thì nó sẽ có hai bộ. Một là cái line up 9 Feather đấy, kết hợp với cả Shadow. Hai là cái line up 9 Assassin Fake. Và cả hai cái line up đó đều khá đuối so với Warrior ở thời điểm hiện tại. Đấy, và nhất là cái con Shadow Griller ấy, nó phải có cái hút máu cuối thì chúng ta mới có thể chuyển sang cái bộ là 6 Glacier Fake được. Đó, nên là ở thời điểm hiện tại thì tôi nói thật với anh em là tôi đã thử chơi mấy game rồi, nhưng mà chưa có một cái game nào mà nó như ý cả. Đấy, chưa có bất cứ một game nào mà nó thực sự là nó đáng để tôi có thể up lên. Đấy, không được top 1 là một, thứ hai là một cái trận top 2 nó cũng không đủ lôi cuốn. Đấy, nó không đủ cái sức hấp dẫn để có thể up lên. Nên là tôi cũng xin được nhắn gửi tới anh em Đặng Minh Trung là anh em cứ chờ một thời gian nữa. Đấy, bởi vì tôi có một cái thông tin là meta sắp tới đây chúng ta sẽ có một cái món đồ rất hay dành cho con Shadow Killer. Đó chính là cái cỏ 4 lá. Đấy, cái cỏ 4 lá nó có một cái tác dụng, nó tăng cái tỷ lệ crit dam cho con Shadow Killer. Đấy, tăng thêm tới 20% cái tỷ lệ crit. Đây có thể coi như là một cái món đồ trấn phái mới của Shadow Killer trong cái meta sắp tới đây. Đó, nên là anh em hãy đợi một thời gian nữa nha anh em nhá. Đấy, tôi xin làm cái video này và tôi xin gửi cái tin nhắn, lời nhắn này để cho anh em bớt sốt ruột. Không thì anh em lại cứ nghĩ là tôi quên. Đấy, nhưng mà không anh em ạ, tôi không quên đâu. Bởi vì tôi có sổ tôi ghi vào đàng hoàng. Anh em nào yêu cầu cái gì tôi có sổ tôi ghi vào anh em nhé. Không quên được. Đấy, chỉ có là có làm được hay không thôi. Chưa làm được thì chắc chắn là chưa có video up lên. Đó. Đấy, còn ngày hôm nay thì nó cũng là một cái video mà tôi làm content đấy để gửi tặng anh em Long Vũ. Trước tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Đức Long đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian một năm vừa qua. Đấy, và cái điều thứ hai là hôm nay anh em Long Vũ có mong muốn là tôi sẽ thực hiện một cái line up mà sử dụng cái con cung đen làm con co. Đó, thì hôm nay tôi sẽ chơi nha anh em nhá, cái con cung đen làm con co. Rồi, cung đen thì có rất nhiều line up có thể làm co được. Đấy, và ở đây hiện tại chúng ta đã có hai con cung đen ở dưới hàng chờ rồi. Thì đã mua được hai con cung đen rồi. Đấy, và để xem là con cung đen nó sẽ ở trong cái bộ nào ở trong cái con game ngày hôm nay. Cung đen có thể kết hợp được với rất nhiều những cái line up khác nhau. Chúng ta có thể kết hợp cung đen với cái bộ Hunter. Đấy, cung đen kết hợp với bộ Exit là một trong những cái line up rất mạnh. 9 Exit, ok. Exit kết hợp với Witcher rất mạnh luôn. Khi mà anh em nhìn ở trong truyền thuyết nó có con chúa quỷ thì chúng ta có thể kết hợp cung đen với Witcher rất là ok. Đấy, cung đen Exit Witcher. Con cung đen sau khi được con chúa quỷ nó bắp đam lên thì cái lượng đam của con cung đen nó có thể lên tới 2000 đam. Đó, nếu mà anh em có đủ đồ và con chúa quỷ nó lên 2 sao đánh ở level 10. Nó có thể lên tới 2000, tới hơn 2000 đam. Và lúc đấy thì coi như là con cung đen này nó có thể bắn một phát chết một con. À, tất nhiên là có cái điều kiện nữa. Đấy chính là con cung đen nó phải lên được 3 sao. Đấy. Ồ, Wagwaset lên được 2 sao à? Nhưng mà không, cái con này nó lên được 2 sao thì tôi cũng chắc tôi cũng sẽ không up lên đâu.
bởi vì là chúng ta sẽ không kết hợp được cái con này với cái con cung đen. Áp lên nó hơi phí ấy, anh em ạ. À, cái tầm này thì cũng không cần thiết, con này phải lên 2 sao cho lắm. Thay vào đấy là tôi chắc là tôi sẽ có thể là tôi sẽ bán cái con này đi để tôi lấy 3 tiền cho nó tròn tiền. Đúng không? Hợp lý luôn. Rồi, chắc là tôi sẽ bán cái con này đi thôi. Ở đây có con Skull Hunter là chúng ta có thể mua Skull Hunter vào này. Skull Hunter nếu mà ra được thêm một con đỏ nữa chúng ta sẽ có 4 đỏ đấy. U thằng này to đấy. Quái đái ạ. Thề. Bán bớt đi để mua Skull Hunter cũng được anh em ạ. Rồi. AM lên được 2 sao này. Level 6. Bây giờ mà ra 4 đỏ thì là nó cũng rất khỏe nhá. 4 đỏ kẹp với cả 2 bit. Kẹp với con Tabu Witcher đánh ở level 7. Tôi bột to quá nhờ. Ồ, tôi bột không biết có chơi beat không. Ra gấu cũng ra gấu rồi. Nhưng mà Goblin có vẻ giống hơn ấy. Giống Goblin hơn. Giống Goblin hơn. Top 2 không biết có phải Ecclesiast Witcher không. Trông khá giống. Khá giống cái màu đấy luôn. Ecclesiast Witcher trận này nó sẽ rất căng đấy nhá. Nếu mà để nó sống đến late game, lên được level 10 đủ bộ thì sẽ rất khỏe đấy nhá. Ui vãi đái này, 5 con 2 sao anh em ạ. 5 con 2 sao lại còn Shadow 2 sao nữa thì đỡ thế đéo được. Chịu. Dã man thực sự. Thế nào lại vớ vào cái trận đấu toàn siêu nhân thế này. Dã man. Chịu chết luôn. Ô thôi cố gắng đấm thêm con Shadow để chết nữa này. Ok ok ok. Nhưng mà cũng lọt là coi như là 3 con 2 sao ấy chứ. Cũng có ít gì đâu. Cung đen lên được 2 sao này. À ui dồi ôi, từ từ nhá. Đây. Ngoài cái bộ Ecclesiast, bộ Hunter ra, chúng ta có thể kết hợp với cả bộ Creator nữa anh em ạ. Cung đen có thể chơi được với Creator anh em nhá. Ok 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 ok. Đây 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 đây. Được được được. Rồi. Liệu rằng có phải là Creator không? Hôm trước cái video nó là con ốc kết hợp với Creator. Ốc làm co. Đấy, hôm nay có thể là sẽ là Ecclesiast. Ecclesiast Ranger đúng không? Kết hợp với cả Creator làm co. Thực ra cái trận này mà chơi Ecclesiast Ranger làm co thì nó cũng khá là ok. Bởi vì làm sao trận này có khá nhiều Ecclesiast. Chúng ta có thể chơi một con co là trong cái bộ Ecclesiast. Ở trong cái bộ Creator nó cũng rất là ok. Cái con cung đen của chúng ta nó trong cái bộ Ecclesiast thì nó sẽ không bị chia đôi máu. Đấy. Rất là ok đấy. Rồi. Đổi lốt cái áo mưa này. Rồi ok, lấy cái gậy gỗ này cũng nha, cũng ok. Bắn nhanh hơn thì cái tỷ lệ chói nó sẽ nhiều hơn. Đội hình này tôi nghĩ là lên khép góc à. Để ở góc ngon hơn anh em ạ. Chúng ta chuyển ra góc. Góc thì nó dễ là đứng tụm vào để chúng ta úp được một cái lồng nó setup nó ngon hơn. Là đứng tản ra. Tôi nghĩ là form được về đội hình Creator thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ giữ được máu đó. Mặc dù bây giờ là đứng thứ ba từ dưới lên. Nhưng mà không sao. Form được là bắt đầu mạnh rồi. Thường người chơi con cung đen này chúng ta cũng sẽ không cần quá nhiều mana đâu. Có thể là sẽ không cần slot của con Zersaw. Bộ này thực ra là nếu mà chúng ta chơi ấy, có thể là chúng ta sẽ kiếm dần những cái con mà nó không cần mana vào để chơi cùng với con cung đen. Kiểu như là con Berserker này, hay là con gấu này, con Sandbow Exit. Đó là những cái con mà không cần mana. Chúng ta chỉ cần một cái blink cho con Creator thôi, con Dominator thôi là được rồi. Đấy, còn chủ yếu là lấy đồ đam cho con cung đen. Chúng ta sẽ lấy toàn full đồ đam tay luôn. Có thể là sẽ phải thêm một vài đồ kháng phép với cái thằng này. Vì rất có thể thằng này nó sẽ chơi là God Goblin.
Đấy, God Goblin anh em cũng biết nó khó chịu như nào rồi. Ở trong những cái tập trước anh em cũng thấy gặp God Goblin cần phải có cái quả cầu vực thẳm chúng ta mới thể ăn được. Rất khó chịu. Hay quá anh em ơi. Cắt chuỗi luôn. Quá được luôn anh em ạ. Round 12 gặp lại thằng này cắt chuỗi. Quá ổn áp. Đấy, chúng ta chơi chơi Greater rất khỏe đấy chứ. Cung đen Greater cũng làm cái con co. Trong cái bộ Greater này thì chúng ta sẽ có là con cung đen này, con ốc, con Flame Wizard, con ca lông và con phong vũ là những cái con tướng mà có thể làm cò ở trong bộ này được. Ngoài ra thì còn có thêm một con nữa mà tôi thấy là ít người sử dụng nhưng mà tôi thấy là đánh thì cũng rất là ok, đấy là con súng. Con súng ở trong bộ creator này cũng khá là ok. Mặc dù tôi thấy là nó ít người chơi hơn là con cung đen. Đấy, ít người chơi hơn là con ốc cũng như là con phong vũ. Gấu này. Ok, cho hai con gấu này vào ngon hơn này. Thực ra thì cái lineup này ấy, chúng ta không cần con dơ so đâu anh em ạ. Đa phần những cái con tướng nó đều không cần sử dụng mana. Đấy, đa phần những con tướng đều không sử dụng mana. Cũng không cần thiết phải dùng dơ so lắm. Chỉ trong cái trường hợp ngày trước ấy thì cái con dơ so này bắt buộc nó phải có trong cái đội hình này. Bởi vì làm sao? Bởi vì là ngày trước chúng ta gặp đa phần là những cái bộ mà như kiểu Witcher ấy thì nó sẽ khiến cho cái bộ này nó sẽ không có khả năng úp lồng. Nó sẽ không có khả năng là sử dụng skill. Thì cần một cái con dơ so để nó có thể tăng mana được của những cái con Dominator. Nhưng mà bây giờ thì khác, cái bộ Witcher ấy nó đánh vào nó có tăng mana cho tướng của chúng ta. Nên là chúng ta chắc chắn là chúng ta có thể bắn được trưởng. Đấy. Ngày trước cái đánh vào là không tăng mana anh em nhá. Đánh vào là hoàn toàn là không tăng một chút mana nào. Chỉ có tướng của mình đánh những cái con Witcher thì mới tăng mana thôi. Thế nên là nhiều khi là chưa kịp tăng mana đầy thì đã chết rồi. Đó, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ thì bị đấm vẫn tăng mana bình thường. Thế nên là không sợ lắm. Cái việc là có hay con, không có cái con dơ so này cho đội hình, chúng ta vẫn có thể chơi được với Witcher bình thường. Vẫn có thể úp lồng được. Úp lồng ngon vẫn có thể ăn. Trận này còn có cả Knight này. Thằng Clay cũng ngựa hai rồi. Hai thằng chơi Goblin. Ở dưới thì tôi nhìn có khả năng nó sẽ là Exit Witcher đây anh em ạ. Rất giống. Trận này có tới hai thằng chơi Goblin. Cái bộ Goblin ở trong meta này là một trong những cái bộ mà khá là ok đấy. Tôi đã từng sờ farm cái bộ Goblin này lên Queen đấy anh em ạ. Nếu mà anh em chưa biết tôi có thể tiết lộ anh em là tôi đã sửa farm cái bộ Goblin này lên Queen. Đấy, nên là nếu mà anh em có ý định chơi Goblin ấy thì nó cũng là một cái sự lựa chọn ở trong meta này anh em nhá. Đấy, Goblin mà ở trong cái đội hình nó có bom, có máy bay thì nó cực kỳ khỏe. Đấy, cực kỳ là thân thiện với cả người chơi luôn. Rất dễ chơi. Đấy, còn có bom thì cũng có thể chơi được, như cái trận đấu này là có bom là chơi được này. Là có hai ông ở chọn này. Đấy, còn nếu mà có máy bay nữa thì nó còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Đấy, có cả mèo nữa. Có cả mèo Lambda nữa, rất mạnh. Chỉ cần có máy bay, có mèo Lambda thôi là nó cũng đã đủ mạnh rồi. Co đánh tay late game có thể là mèo Lambda. Đấy, mèo Lambda kết hợp với con mèo 3 đô thì nó sẽ nhân cái đồ lên, rất mạnh. Tôi sẽ lấy cái quả cầu vực thảm cho cái trận đấu này anh em nhé. Rút kinh nghiệm ở những cái game trước là chúng ta sẽ phải có cái cầu vực thảm này. Đây là một cái món đồ mà tôi nghĩ là sẽ khó có thể là bỏ qua được với cái đội hình Greater đấy. Bộ này nó không có khả năng kháng phép anh em ạ. Nên là chúng ta cần một cái quả cầu vực thảm để đánh với cái những cái nhà mà nó sử dụng đam kỹ năng. Đấy, con cung đen nó cũng là một con tướng nó khá là mỏng. Late game máu nó cũng rất bé. Chúng ta cần cái quả cầu vực thảm này để sống sót qua một cái đợt combo của cái thằng mết. Thằng này là gần như là đủ bộ này.
lên cả một cái con Shaman lên 2 sao à? Thế thì không biết là nó là Goblin hay nó là Shaman đây. Trận này lên nhớ là có mèo Shaman nhá. Mèo Shaman thì có thể nó sẽ chơi là Shaman đấy. Chưa biết rồi đâu. Rồi, chúng ta bắt đầu có chuỗi rồi. Ok. Cá lông này. Cá lông chơi cũng được. Con tướng cá lông bây giờ nó chỉ có 4 đô thôi. Kết hợp với bộ bộ Dominator này. Cái bộ Greater thì tôi thấy là nó cũng rất là ok đó. Con này. Nhưng mà vấn đề ấy là nó sẽ phải có cái hai tia. Cái món đồ trấn phái ở cái con này. Nếu mà cá lông không có hai tia thì nó chỉ là một cái con phụ thôi. Nó sẽ không thể là một cái con co chính nữa đâu. Đấy, và trận này chúng ta sẽ gặp một cái line up. Đấy chính là 6 Clive nữa. Một trong những cái line up mà có thể nói là fan của MU vào hàng từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ra. Hiện tại thì tôi thấy là nó vẫn rất là yếu. Không hiểu tại sao lại vẫn có những cái người đam mê cái bộ này. Thậm chí là có hôm nhá, tôi còn thấy vào trong rank còn có 3 ông chơi cái bộ này cơ. Không hiểu là tại sao. Thậm chí là có những cái tên tuổi khá là lớn. Bây giờ mà không biết là gặp lại cái ông Ma Tăng ngày trước là hay spam cái bộ Clive thì không biết ông có chơi không. Hay là từ khi mà cái bộ Clive này nó vào hang thì là ông ấy cũng nghỉ chơi rồi. Cũng không thấy Ma Tăng xuất hiện trở lại nữa. Lâu lắm rồi chưa thấy Ma Tăng quay trở lại auto chat nhỉ. Không biết là bây giờ hiện tại là Ma Tăng đang lang thang ở nơi nào, chưa giặt nơi nào rồi. Ngày trước là vào trong giải đấu các thứ là cũng toàn thấy là chơi Clive thôi. Tất cả đều đó là cái bộ Clive. Lâu lâu thấy chuyển sang là Witcher. Đấy, còn lại thì thấy là Clive là nhiều. Thằng này câu gấu này, không biết là có chơi Metalist không, nhưng mà hơi đen nhỉ. Ra 4 con gấu rồi nhưng mà lại không ra con gấu Metalist. Lại ra gấu Met, gấu Assassin cơ, gấu Shaman cơ. Cái bộ gấu Metalist ấy, nó khá là counter ở bộ Greater đấy. Nuôi con này luôn. Tôi sẽ nuôi thêm con Sandbow lên 3 sao anh em nhé. Mà đa phần là nếu mà chúng ta chơi Greater, chúng ta sẽ nuôi một vài con lên 3 sao, đó là bình thường. Sẽ có một vài con lên 3 sao và một vài con chúng ta sẽ để ở 2 sao. Đấy. Hôm trước anh em xem cái trận mà ốc Greater mà đấu với cả bộ Metalist ấy, giai đoạn late game ấy, anh em cũng có thể thấy là cái con ốc của tôi mặc dù đã lên 3 sao với một cái lượng đồ khá là khỏe. Đấy, rất nhiều đồ khống chế nhưng mà vẫn chật vật mới có thể ăn được một cái con gấu Metalist 1 sao. Gấu tổ Metalist 1 sao mà nó thực sự nó gánh đến late game luôn. Quá khó chịu. Hy vọng sẽ giữ ở chuỗi này dài dài. Sau round 20 đi, cố gắng đấy. Sau round này liệu rằng có thể giữ chuỗi nữa không? Bộ này vẫn chưa đủ bộ Goblin thì tôi vẫn sẽ ăn được đó. Khi nào mà cái thằng này nó đủ bộ Goblin ấy, thì lúc đấy là chúng ta mới sợ. Cái lúc mà nó đủ bộ Goblin thì chúng ta không có cách nào chúng ta có thể... Ui, từ nhá. Vẫn thua này. Thậm chí là nó còn chưa đủ bộ Goblin rồi, nó vẫn có thể ăn được tôi. Bộ này rất trâu anh em ạ, nó nhiều 2 sao. Cắt chuỗi luôn mà. Đấy là nó còn chưa đủ bộ Goblin ấy. Nếu mà nó đủ bộ 6 Goblin thì cũng không biết cách nào để có thể là coi như là đánh được nó đây. Chơi bộ này nó hơi bị counter một chút. Những cái bộ mà giáp to, giáp trâu là cái bộ Greater nó rất là sợ. Thế nên là tôi mới bổ sung thêm cái việc là trừ giáp vào đây này. Anh em thấy là tôi có bổ sung thêm, tôi lấy mấy cái con mà có khả năng trừ giáp vào, củng cố thêm cái sức mạnh của đội hình đánh tay đấy. Chứ còn nếu mà gặp những cái lineup như là 9 Warrior ấy, nó trâu ấy, hay là cái lineup Goblin này này, giáp to thì cái bộ Greater này nó khá phế. Tôi sẽ Hyperdon ở level 7 thôi anh em nhé. Hyperdon level 7 kiếm con cung đen 3 sao thôi. Không lên 8 nữa đâu. Trận này là đã bắt đầu thấy đuối đuối rồi đấy. Chuỗi xương hút máu à.
Món này cũng được. Có khả năng hút máu. Rèn lại cái bùa. Mấy cái que đây anh em ạ. Cứ que mà phang thôi. Con cung đen này nó cần tốc đánh. Tôi có 50 tiền và tôi sẽ run ở level 7 này. Đến khi nào mà cung đen lên được 3 sao anh em nhé. Chơi cái bộ này nó không cần phải up cấp quá sớm đâu. Hyperdrone level 7 kiếm cung đen 3 sao đã. Cung đen lên được 3 sao nó sẽ khác biệt ngay. Nó sẽ gánh được. Trong cái lúc mà kiếm con cung đen ấy là chúng ta cũng sẽ kiếm được cái con gấu 3 sao luôn. Đấy. Và đồng thời là chúng ta cũng sẽ kiếm thêm một vài con Dominator nữa. Hiện tại bây giờ là đang có một con 1 sao thôi. Rất yếu. Khả năng úp lồng của nó là cái lồng rất bé. Lồng bé và có khi là chết trước khi úp được lồng. Thằng này có đồ cuối luôn rồi này. Đừng bảo thua cả cái thằng Clay nhá. Trông giống là như vậy anh em ạ. Đúng là bây giờ nó qua cái thời kỳ mạnh của Gladiator rồi. Bây giờ lại cần phải là có con 3 sao cơ. Nên là khả năng là chúng ta sẽ phải tăng tốc roll này. Từ từ đã. Không. Bình tĩnh. Chưa. Với con 70 máu. Tạm thời sẽ như này đã. Berserker tạm thời sẽ gánh cho cung đen cũng được đấy anh em ạ. Trở lại có mết nhá. Có mết là ok đấy. Có mết là rất là yên tâm luôn. Có cái bọn mết này tí nữa nó sẽ xử cho tôi, giúp tôi có thể là tiêu diệt được cái bọn Goblin anh em ạ. Sau round này có khi là khô máu kiếm con cung đen 3 đây anh em ạ. Muộn quá rồi. Đâu 23 rồi. Một con nữa. Ui giời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Được rồi. Thôi, đập trứng luôn. Ngần ngại gì nữa mà không đập trứng. Ok nhá, bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ up cấp dần lên. Level 8, level 9, level 10 đó. Tạm thời thì cũng chưa rèn được cái món gì cả. Chuyện này kiểu bọn kia nó chết xong rồi không mang đồ sang cho tôi hay sao ấy nhỉ. Cảm giác như đồ ít ít kiểu gì ấy. Anh em có thấy thế không? Tầm này mà trông đồ nó cũng cứ kiểu nó ít ít kiểu gì ấy nhỉ. Đây là, ủa cái thằng này nó ra được con gấu Metalist rồi. Nhưng mà bây giờ cung đen 3 sao bắn cháy quá anh em ơi. Hay quá. Bắn đau thật sự. Rồi, lên dần nữa. Lên dần lên 8, lên 9. Rồi là sẽ là lên 10. Đấy. Bây giờ lên level cao kẹp thêm 5 đô rồi. Kẹp thêm cái con ca lông 2 sao đi. Kiếm ca lông 2 sao. Up level cao kiếm cho nó dễ anh em ạ. Tỷ lệ ra những cái con 4 đô, 5 đô nó sẽ dễ hơn. So với việc chúng ta để ở level thấp. Calong là con đang hướng đến, có khả năng trừ giáp Velomancer đánh với nhà Goblin. Chúng ta cần những cái con đó. Thằng mết này đi chưa? Ui chưa đi à? Tại sao lại nó lại đánh ở level 7 nhỉ? Lại run ra cái con Sandbow Exit à? Lên 3 sao à? Bây giờ có một cái lineup cũng rất là hay đó, kết hợp Sandbow Exit kết hợp với cả mết anh em ạ. Có thể là tôi sẽ biểu diễn trong những cái video sắp tới. Bộ đấy khá là hay đấy. Sandbow Exit dồn đồ làm co trong cái bộ mết. Nó bổ một phát là gần như là toàn bộ đội hình địch là bay màu. Rất đau. Mà không cần phải lấy đồ mana. Chúng ta chỉ cần lấy đồ tăng đam thôi. Khỏe phết đây anh em ạ.
Rồi hiện tại tôi lên được con cung đen 3 sao. Trận này là có dấu hiệu từ đầu là cung đen ra rồi. Đây là con cung đen nó ra nó lên 3 sao trước round 26, nó là tuyệt vời đấy. Trước round 26 thì nó gọi là sớm đấy. Còn khoảng round 26 lên được cung đen 3 thì nó gọi là trung bình. Còn sau đấy thì nó sẽ gọi là muộn. Ok, gương là quá là tuyệt vời luôn, chấn phái ở cung đen đây. Nhưng cái bóng của con cung đen nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng skill của con cung đen, được tăng đam như bình thường, rất khỏe. Nào này đủ tiền lên 9 là có khi là lên 9 luôn anh em ạ. Kẹp thêm con ca lông vào, kẹp ca lông vào cho có khả năng trừ giáp nữa, đánh với mấy cái bộ goblin cho đỡ mất nhiều màu anh em ạ. Chứ cái tầm này tôi nghĩ là nếu mà tôi gặp 6 goblin thì tôi vẫn thua thôi, chưa có khả năng là ăn được đâu. Cung đen nó cần nhiều đồ hơn, đồ cam. Đấy, cái tầm này thì vẫn thua, khả năng gặp là vẫn sẽ thua. Nếu mà chúng ta có một con Velom 2 sao, một con Kalong 2 sao đấy, thì có khả năng là sẽ giành chiến thắng. Rồi bây giờ nói chung là nếu mà có thua ấy, tôi nghĩ là cũng sẽ mất không nhiều máu đâu. Đấy, gặp 5 rồng 9 mét thì cũng đã có cầu vực thẳm để đỡ cho cái lượng đam đến từ cái bộ rồng mét rồi. Còn gặp cái bộ Goblin thì ở đây là tôi cũng đã có cái lượng trừ giáp nhất định, vẫn có thể chơi được. Đây, thằng này chơi Goblin kết hợp với mét luôn. Ăn được rồi. Gặp mấy cái thằng mét thì vô tư. Hiện tại tôi đã có cái cầu vực thẳm kháng phép rất là nhiều. Cầu vực thẳm bây giờ kháng phép là nhiều hơn cái phiên bản trước đấy anh em ạ. Mỗi tôi là cái điều kiện kích hoạt của nó khó hơn thôi. Nó phải có mất máu thì nó mới bắt đầu là kích hoạt. Đó, còn ngày trước thì nó không cần mất máu. Tuy nhiên là cầu vực thẳm ngày trước ấy nó chỉ có cộng 50% kháng phép cho tất cả những quân cờ khi mà được cầm bởi một cái con cờ. Và cái con cờ mà được cầm cái cầu vực thẳm ấy nó cũng chỉ được 50% kháng phép thôi. Nhưng mà bây giờ cái con cờ mà được cầm cái quả cầu vực thẳm thì nó sẽ được cộng tới tận 100% kháng phép. Đấy, cái lượng kháng phép của nó gấp đôi ngày trước, nên là bây giờ cái quả cầu vực thẳm này nó khá là ok. Rồi, thằng Clyde sẽ là cái thằng đi ra đi đầu tiên này. Thằng này nó roll hyper roll ở level thấp, nó không lên được con lên 3 sao. Chính vì thế nó sẽ đi sớm đó. Đánh ở level 7 nhưng mà mãi không lên được co 3 sao, quá đen. Tôi cũng đánh ở level 7 nhưng mà tôi roll được ra con cung đen 3 sao. Bây giờ thì là tôi ok rồi, tôi ổn áp rồi. Roll một vài phát đã anh em nhé. Kiếm con gấu 3 sao. Tự nhiên tôi lại có chuỗi chứ. Nhưng mà đấy là vì tôi chưa gặp thằng Goblin đấy anh em ạ. Mới gặp cái thằng Goblin đểu thôi. Chứ còn gặp Goblin Warlock thì khả năng là chưa đủ đam để ăn được đâu. Lại tôi gặp cái thằng Goblin kẹp với cả mết thì nó khá là yếu. Do tôi có cái cầu vực thẳm tôi kháng được phép rồi. Đây gặp lại gặp lại thằng đấy. Nhưng bây giờ nó có con già 2 với cả con rồng. Có già 2 rồng này cũng căng phết nhỉ. Ăn được không? Ui khó anh em ơi. Khó. Nó mạnh hơn rồi. Mạnh hơn rồi. Dominator lên được 2 sao này. Con này thì sẽ mua 2 con 2 sao thôi. Tiếp tục roll ở 9 nha anh em nhá. Chưa lên 10 được đâu. Tôi muốn roll thì con gấu lên 3 sao đã. Gấu lên 3 sao rồi con Senbow lên 3 sao đã. Anh em ạ. Senbow này lên 10 không roll ra được 3 sao đâu. Tốt nhất là đánh ở 9 thôi. Trong lúc đấy thì kiếm thêm cái con Thunder Spirit 2 sao gánh thêm tí đam đã. Trên này có thằng Lâm Rồng cơ anh em ạ. Lâm Rồng dồn đồ cho Shadow ạ.
Găm rồng nhưng mà lại dồn đồ cho Shadow. Đấy ôi, cái thằng này to này. Thằng này mới là cái thằng đáng sợ này anh em này. Ăn nổi này không? Này, nó dồn đồ cho Kalong, Kalong 2 tia. Đấy, không có đam anh em ạ. Vẫn thua thằng này. Khó chịu không? Bắn rất đau luôn đấy. Căn bản giáp bọn này nó to, con cung đen của tôi nó bắn nó phải 3-4 phát nó mới giết được một con. Trong khi những cái nhà khác thì chúng ta chỉ cần mất 2 phát thôi là có thể tiêu diệt được một con rồi. Thunder này. Có lên chơi Thunder không nhỉ? Đang phân vân. Thôi tôi nghĩ là tôi không lên, không chơi con này đâu. Lùi tiếp cái con Dalet. Đấy, con Dalet vào được. Dalet có khả năng hồi máu. Có khả năng gây đam là xuyên giáp. Sẽ lùi cái con Dalet lên 3 sao. Nếu mà có đủ thời gian và lùi luôn cái con Berserker lên 3 sao luôn. Chúng ta sẽ có ở đây là 3 con nữa, 4 con nữa là có khả năng lên được 3 sao. Thằng này là chơi Goblin nhưng mà nó kết hợp với Mage và nó lấy đồ là đồ bắn trưởng cho con già luôn. Rồi tôi sẽ đổi cái món đồ lấy món đồ cam đầu tiên anh em nhé. Ok. Rồi, cướp điên. Cũng được. Con này được này. Nhưng mà thế thì dính Exit nên tôi sẽ bán lấy con này đi. Thế lại cho Thunder vào vậy. Ok, gấu 3. Thiếu một con Druid nữa. Đây rồi. Gấu lên được 3 sao này. Rồi, giải tán mấy con Druid thôi. Chúng ta có thể kết hợp thêm hai con tướng bắn trưởng vào. Là con Lick và con Thunder Spirit. Tôi thấy là cũng hợp lý đấy. Ui chết rồi. Ngay là 5 rồng 9m anh em ạ. À không, đây là 5 rồng nó không phải 9m. Nhưng mà nó xả trưởng cũng căng đấy. Ui mẹ ơi. Mất nhiều máu, 24 máu luôn. Nó có cái con gấu gấu mết 2 sao anh em ạ. Tôi phải cầm cái cầu vực thẳm cho cái con cung đen. Để con gấu với con cung đen này chết sớm mất. Tốt nhất là nên cho con cung đen, nó sẽ có 50% kháng phép đầu game. Căng thẳng quá nhỉ. Ô tôi đang là chỗ thua này anh em này. Chỗ thua cộng 3 rồi anh em ạ. Vãi đài thế. Không thể tin nổi là tôi có thể thua hết được. Bây giờ thì vẫn chắc là vẫn phải cố gắng để roll 3 sao thôi. Mà round này mà lọt lửa thì chắc là xả hết tiền luôn anh em nhé. Kiếm ca lông 3. À kiếm ca lông 2. Kiếm ca lông 2. Con nào lên được 3 thì lên. Ui round này tôi nghĩ là vẫn có khả năng là sẽ bị đẩy nhiều máu đấy. Có bom kia lổ phát là chết hết rồi. Dã man. À không không được được được. Nhưng vẫn còn ca lông đứng sau. Vẫn còn ca lông đứng sau. Bom đặt được 2 quả tôi chịu. Nổ banh xác luôn anh em ạ. Dã man thật sự. Thôi khả năng rau này là phải xả tiền thôi. Thấy đuối lắm rồi. Đây con này lên được 2 sao này. Trứng à. Trứng đập cho ca lông luôn không. Đập cho ca lông lên 10 luôn. Ok. Rồi thôi. Trứng này tôi nghĩ là đập cho ca lông thôi. Sắp chết rồi anh em ạ. Giữ lại làm cái gì nữa đâu.
Khó chịu nha. Đánh nó thua hết chứ. Chuỗi thua cộng 4 rồi kìa. Không biết là có sống nổi đến round 35 không. Căng thẳng thật sự. Rồi, bây giờ đến cái thằng Goblin Mate. Trông có vẻ như là vẫn thua ấy. À không, không bạn ơi, không bạn ơi, không bạn ơi. Không bạn ơi, ô vẫn thua thật. Điều quá đi mất thôi. Thề. Vẫn thua anh em ạ. Ôi thằng Goblin chết rồi, cái thằng tôi sợ nhất chết rồi. Ơ, thế thì quá ngon rồi gì nữa. Bây giờ còn thằng Mết đúng không? Gặp thằng Mết thì tách đội hình ra thôi. Tao này gặp thằng Mết, tách đội hình ra. Còn thằng Mết với thằng Goblin, Mết thì nó lại dễ hơn anh em ạ. Còn cái thằng Goblin mà có con bom 2 ấy, với cả con ca lông ấy, thì nó đi rồi. May quá thằng Mết nó giải quyết hơn rồi hộ tôi. Không phải trận này vớ vẩn top 4. May thật sự. Thế đấy, nó chỉ hơn nhau ở cái gặp ai thôi. Tự nhiên chúng ta lại gặp mấy cái đối thủ mà counter của chúng ta ấy, thì chúng ta mất nhiều máu. Nhưng mà nếu mà gặp những cái thằng mà bị chúng ta counter thì chúng ta lại không chết cơ. Đấy, nó lại ngon như thế. Rồi, năm dòng vô tư bạn ơi, tách đội hình ra rồi. Thậm chí là còn đẩy nó chết luôn này. 4 máu đúng không? Thế thì đi rồi bạn ơi. Đi luôn này, đi luôn này. Ui giời ơi, ngon quá nhỉ. Vậy là, ô, ô, tôi một luôn anh em ạ. Thằng Goblin nó bị cái thằng Lâm Rồng nó đẩy lốt, thế là xong. Cuối cùng là trận này là thằng Lâm Rồng nó làm hết. Tôi chỉ việc là giết thằng Lâm Rồng thôi, thế là được top 1. Dã man. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, tôi nghĩ là anh em nên chọn clip bên trái, một trong những siêu phẩm tôi nghĩ là hay nhất của tháng 8. Trong video tôi và anh em sẽ cùng định nghĩa lại khái niệm thế nào là bốc hơi anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái sự kết hợp giữa Gladiator và con ốc thì liệu rằng là có mạnh hơn là Gladiator kết hợp với cung đen không anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.